Đây sẽ là top 5 mùi hương nữ dành cho buổi first date hot nhất năm 2024, giúp cho nàng ghi điểm tuyệt đối luôn nha. Hello hello, lại là Thoa đây. Khi người ta nhận thức được một mùi hương, thường thì có hiện tượng bỗng dưng cảm thấy dễ chịu. Điều này có nguyên nhân từ việc bộ phận tiếp nhận và xử lý mùi hương trong não gần gũi với các khu vực liên quan đến ký ức và cảm xúc. Khi chúng ta ngửi được mùi hương ưa thích, cơ thể thường phản ứng với cách hít thở thật sâu hơn và làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp và tạo cảm giác thư giãn sảng khoái. Do đó, mùi hương có thể được coi là một liều thuốc tốt nhất cho tinh thần. Và Thoa tin rằng mọi người nên lựa chọn cho mình một mùi hương phù hợp và yêu thích, bởi vì việc mà mình ướp mình trong hương thơm quyến rũ cũng đồng nghĩa với việc mà ướp cơ thể và tinh thần trong hạnh phúc. Vì thế, mùi hương có thể được coi là một vũ khí hữu ích trong các buổi hẹn hò. Và trước khi khám phá top 5 mùi hương nữ cho buổi first date năm 2024 này, thì chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của những mùi hương trong việc hẹn hò nhé. Và bạn cần biết rằng, để tạo ra một buổi hẹn hò đầu tiên đáng nhớ không phải là điều dễ dàng. Nếu như mà bạn đang lo lắng về điều đó thì có thể bạn chưa biết rằng một người có thể mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ khuôn mặt hoặc là dáng vẻ của bất cứ một ai đó, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt là có thể ghi nhớ được một mùi hương quyến rũ, bởi vì mùi hương luôn nói chuyện với tâm trí và não bộ luôn nha. Và một cái thoảng qua của một mùi hương có thể làm cho người ta nhớ mãi đến ai đó trong suốt cả cuộc đời. Bởi vậy, nếu như mà bạn đẹp, bạn có thể được 8 điểm. Nhưng nếu bạn đẹp và thơm thì xin chúc mừng bạn sẽ được 10 điểm luôn, không có nhưng nha. Vậy nên, việc lựa chọn cho mình một mùi hương quyến rũ tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ cho đối phương, làm cho cả hai nhớ mãi về khoảnh khắc lần gặp gỡ đầu tiên, thì từ việc lựa chọn trang phục phù hợp và tôn lên vẻ đẹp của bạn đến việc lựa chọn cho mình mùi hương quyến rũ, phản ánh sự tự tin quyến rũ mà vẫn giữ được tính ngọt ngào nữ tính, tự nhiên, tất cả đều được phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng luôn nha. Tuy nhiên, việc tìm ra cho mình một loại nước hoa nữ hoàn hảo phù hợp với phong cách, sở thích, cá tính của mình thì chắc chắn là đôi khi cũng là một thách thức. Trong video ngày hôm nay thì Thoa sẽ giúp cho bạn với top 5 mùi hương nữ dành cho buổi hẹn hò đầu tiên năm 2024 này nha. Ở vị trí số 5 chính là em nước hoa đã quá nổi tiếng đến từ nhà mốt Gucci, Gucci Bloom for Women. Đúng với cái tên của nó, Gucci Bloom mang lại phong cách của mùi hương từ chủ đạo đến từ hương hoa cỏ dịu dàng, không nồng gắt, phù hợp cho các nàng trong buổi hẹn hò lần đầu tiên. Sự tinh tế, sang trọng và quyến rũ là những yếu tố cốt lõi của hương thơm nhà Gucci, mang lại mùi hương của rễ cây diên vĩ, hoa huệ là hai thành phần chính mà bạn có thể cảm nhận rõ ràng trong Gucci Bloom. Đặc biệt, mùi của hoa kim ngân mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, tạo nên một trải nghiệm thú vị cho người sử dụng. Đây thực sự cũng là một loại nước hoa được khá nhiều cô gái yêu thích và ưa chuộng. Thoa thấy chai này thì sinh ra cho chị em dùng để đi first date thì khá là hợp, vì mùi hương của nó khá là dễ chịu và nhẹ nhàng, dịu dàng, tinh tế, làm tôn lên vẻ nữ tính e ấp trong buổi gặp gỡ đầu tiên cho các nàng. Dù tông mùi hương có phần nhẹ nhàng nhưng mà không nhanh quên, bởi vì sự kết hợp độc đáo đến từ các loại hương hoa dễ dàng cuốn tràn vào một khu vườn tình ái không lối thoát luôn. Nếu như mà bạn muốn dùng bản hương thơm mà nước hoa phải thơm lâu mà lại tiết kiệm ví tiền thì chắc chắn các nàng hãy sử dụng ngay, nghĩ ngay đến em tinh dầu nước hoa Don by Jubilee của nhà Jubilee. Đây là loại tinh dầu nước hoa nhập khẩu chuẩn Pháp và giữ mùi cực kỳ lâu. Mùi thơm thì cực kỳ tinh tế, sảng khoái, dễ chịu mà lại vô cùng tinh tế luôn. Và mùi hương thứ hai mà Thoa không thể không nhắc đến đó chính là Victoria's Secret Very Sexy. Nhắc tới Victoria's Secret thì chắc hẳn bạn sẽ liên tưởng ngay đến những cô nàng nóng bỏng trong bộ bikini đầy hút mắt, mang đúng tinh thần của nhà Victoria's Secret. Em Very Sexy thì là một option đầy táo bạo cho các chị em trong buổi hẹn hò đầu tiên đấy. Và Very Sexy thuộc nhóm hương hoa cỏ phương Đông, được đánh giá là mạnh mẽ hơn các dòng nước hoa nữ khác, mở đầu bởi sự khéo léo kết hợp của xương rồng và tiêu đen với mùi quýt, tạo ra một sự ấn tượng ban đầu khá là lạ lẫm, thú vị mà không hề gây khó chịu. Kế tiếp đến là tầng hương giữa, đưa chúng ta vào xứ sở của hoa lan, hoa mimosa, hoa trà. Mùi hoa hương hoa lan quyến rũ kết hợp nhẹ nhàng với mimosa tạo ra một hình ảnh cô gái trẻ trung cuốn hút nhưng mà vẫn mang luôn cái nét dịu dàng, e ấp và mềm mại. Khi mùi hương hoa tan đi, Very Sexy vẫn giữ lại hương xạ, hương trắng, hương của da thịt, gỗ, hổ phách pha trộn với mâm xôi tạo nên một mùi hương thơm sạch sẽ và dễ chịu luôn nha. Và Thoa thấy mùi hương Very Sexy này có cảm dơ giác như là thơm cay, khá là thú vị, có một khả năng khơi gợi cảm xúc và khiêu khích chiếm hữu. Chắc chắn một loại gia vị cho buổi first date thêm phần tò mò và lôi cuốn thì chắc chắn Very Sexy là ứng cử viên khá là sáng giá. Mà nhà Aroma thì cũng có bản hương tinh dầu nước hoa Pháp thơm lâu mà Thoa đánh giá là rất đáng đồng tiền bát gạo. Thơm, sang, ngon, rẻ chính là em Aroma Very Sexy. Chỉ bằng hai cốc trà sữa thôi
nên là rất đáng thử ngay luôn nha các nhân nàng. Thơm lâu mà mê mẩn luôn các nàng ạ. Và tiếp theo, Tom Ford Luxury. Tom Ford là cái tên không còn xa lạ gì với tín đồ mê hương rồi. Với em Luxury này thì chính là một bước đột phá trong chế tác mùi hương nữ của nhà hương đến từ Mỹ. Và tất nhiên với tất cả sự kỳ công đó thì em nó xứng đáng đứng trong top mùi hương nữ dành cho First Date hot nhất năm 2024. Luxury đúng như là cái tên. Xoay quanh hương vị của những quả anh đào lạc lối, một loại trái cây ngọt ngào, mọng nước, thường gợi lên cảm giác quyến rũ, hấp dẫn trong nghệ thuật của mùi hương. Nếu cherry là nốt hương chính, thì sự phối hợp với rượu đỏ, hạnh nhân và đậu tông ca cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Những thành phần này đem lại sự sang trọng, ấm áp, nồng nàn và ngọt ngào với sự tinh tế của Tom Ford. Và chúng được biến tấu thành một loại kẹo trưởng thành, đậm đà, không hề mang vẻ trẻ trung hay là ngây thơ như các mùi hương khác. Mùi hương của em này thì hơi hướng unisex vì có sự kết hợp hài hòa của các nốt hương gỗ, hoác hương để mà dùng trong buổi tối hẹn hò thì sẽ làm tăng lên phần cuốn hút bí ẩn và chắc chắn sẽ khiến cho các chàng nóng lòng muốn tìm hiểu khám phá bạn hơn rất nhiều đấy. Và bản hương thay thế thì chắc chắn Thoa sẽ không thể không nhắc đến, đó chính là em tinh dầu nước hoa Pháp Aroma Orchid, một bản hương gọi là rất là nồng nàn quyến rũ, nó tương xứng với Tom Ford Luxury mà các nàng có thể sử dụng ngay. Mùi hương nồng nàn, một chút ngọt ngào và sang tinh tế thì sẽ là ứng cử viên vô cùng sáng giá cho buổi first date năm 2024 này nha. Đứng thứ hai trong danh sách này thì chính lại là một em mùi hương đến nhà hương của nước Pháp, La Vieille by Jubilee. La Vieille by Jubilee, để nói về em này thì Thoa đã nói rất nhiều ở trong các video trước, với bởi vì đây là một mùi hương vô cùng ấn tượng và khó là đụng hàng. La Vieille by Jubilee không mê muội trong sự ồn ào và hỗn loạn, mà thay vào đó nó lặng lẽ, tinh tế, đầy ngọt ngào như là một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều trải nghiệm để từ từ nhận ra hương thơm mê hoặc đang ngấm vào từng hơi thở. Với hương thơm đặc trưng ấm áp mà không quá nồng nàn, La Vieille by Jubilee là sự kết hợp giữa hoa nhài, hoa cam, vani, kẹo chocolate nhân hạt. Đây là một phong cách gợi cảm, ngọt ngào và lãng mạn với một chút ma mị rất đàn bà. Nàng đi qua toát lên vẻ ngọt ngào, quyến rũ của một người đàn bà trưởng thành, mê hoặc và khó lòng để có thể cưỡng lại. Với sự sang trọng và tinh tế này mà sức vào buổi hẹn hò đầu tiên thì chắc chắn làm cho chàng ngơ ngẩn và cảm thấy là rất yên tâm về mối quan hệ này và có khi còn muốn rước nàng luôn về dinh ngay ấy chứ. Và cuối cùng đó chính là VS by Jubilee. Bạn là người phụ nữ hiện đại yêu thích sự thanh lịch nữ tính thì tuyệt đối không thể bỏ qua VS by Jubilee. Thuộc top những mùi hương được săn đón nhiều nhất của nhà Jubilee, em nó thì có gì mà làm cho các chị em điêu đứng đến như vậy? VS by Jubilee là một sự kết hợp hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng và thanh lịch, đem lại sự quyến rũ đặc biệt với hương hoa nhài, hoa kim ngân được lựa chọn tôn vinh thông qua với sự tham gia độc đáo của hương cam chanh. Tầng hương mở đầu tạo ra sự ấm áp của hoa kim ngân kết hợp với vị ngọt của quả quýt, tạo ra một cảm giác mềm mại, ấm áp và đáng yêu. Ở tầng hương giữa, mang đến sự quý phái của hoa nhài, hoa mẫu đơn kết hợp với xạ hương, hoa hồng, đàn hương, tạo cho làn da của bạn trở nên sự mềm mại, mịn màng. Và kết lại bằng mùi hương ấm áp của gỗ đàn hương, hoác hương và xạ hương, khiến cho nàng trở nên lôi cuốn và ma mị hơn rất nhiều. VS by Jubilee này thì nhiều người sẽ cảm thấy nó dùng đi hẹn hò là không phù hợp vì nó quá quyến rũ, mềm mại mà mê hoặc, dễ làm cho phái mạnh ngã vào sự cuốn hút khó rất đấy. Tuy nhiên Thoa thấy hẹn hò là để mình gặp gỡ và tạo ấn tượng với đối phương, vậy tại sao không dùng sự ma mị để gây sự tò mò, hứa hẹn những lần gặp tiếp theo nhỉ? Và vừa rồi là top 5 mùi hương nước hoa nữ mà Thoa đã tổng hợp phù hợp nhất với các chị em để đi first date. Mùi hương của 5 em này thì bao gồm từ mùi hương nhẹ nhàng đến từ thiên nhiên cho tới sự quyến rũ, bí ẩn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và sở thích mà chị em có thể lựa chọn cho mình mùi hương phù hợp nhất nha. Và tuy nhiên để mà đa dụng mà lại không dễ đụng hàng thì Thoa luôn recommend cho các chị em sử dụng hai mùi hương đến từ nhà Jubilee. Đó chính là VS by Jubilee và La VS by Jubilee. Và bạn đang muốn trải nghiệm mùi hương cho first date hay dùng mùi hương phù hợp với phong cách cá tính cá nhân của mình thì tất cả thông tin Thoa đã để ở ngay trong phần mô tả rồi. Mọi người chỉ cần việc click ngay và chuyên gia mùi hương sẽ tư vấn miễn phí ngay cho bạn nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like, share, comment và subscribe kênh của Thoa để theo dõi hơn nhiều các video hấp dẫn thú vị về mùi hương cũng như là tip để mọi người trở nên thơm tho, tự tin, quyến rũ và hạnh phúc hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.